Thưa quý vị và các bạn, hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cuộc thi sáng tác trang sách tôi yêu được tổ chức nhằm tri ân những người làm sách, lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc. Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được nhiều bài viết ý nghĩa từ phía độc giả. Gắn bó với nghề báo từ nhiều năm nay, việc tiếp xúc với nhiều người, nhiều câu chuyện đã giúp cho nhà báo Ngô Khiêm có nhiều cảm hứng. Đề tài thu hút sự quan tâm của anh những ngày này là viết về các tổng chủ biên, những người viết sách giáo khoa mới. Ba tổng chủ biên được anh chọn để viết đó là tiến sĩ Đỗ Thị Minh Chính, nhạc sĩ Hoàng Long và thạc sĩ Hồ Ngọc Khải, những người góp phần làm nên cuốn sách giáo khoa về âm nhạc. Có lẽ là không chỉ mình nhé, mà nhiều người đã biết tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Long, đúng không? Ông cùng với người em trong tin của mình, nhạc sĩ Hoàng Lân, là hai cái tác giả mà đã có nhiều tác phẩm mà được giới thiệu trong sách giáo khoa phổ thông, như các bài hát của ông và người em song sinh như Bác Hồ Người Cho Em Tất Cả, rồi Từ Rừng Xanh Cháu Về Thăm Lăng Bác, Ngọn Cờ Hòa Bình, nó đã đi vào trong cái tâm thâu thức của mỗi cái học sinh. Được biết đây cũng là bài viết mà nhà báo Ngô Khiêm sẽ gửi đến cuộc thi trang sách tôi yêu. Thực tế công việc viết lách là công việc khá lặng lẽ, âm thầm và không quá nhiều người biết đến. Việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc thi cũng là để tri ân những cống hiến vất vả mà người viết sách làm sách mang tới. Các tác phẩm dự thi thì viết về rất là nhiều những khía cạnh, đề tài, chủ đề khác nhau. Đó là những tác phẩm viết về nội dung, rồi giá trị của những cái trang sách giáo khoa, nói về công việc của những người viết sách giáo khoa, nói về công việc của những người làm sách giáo khoa, sách giáo dục. Nói chung là đó là những người biên tập, những người làm họa sĩ, thiết kế, chế bản, rồi in ấn, phát hành. Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được nhiều bài viết ý nghĩa từ độc giả khắp mọi miền Tổ quốc. Cuộc sống thì nó có cái trang nọ trang kia, lúc thế nọ thế kia, nhưng mà có một cái thống nhất là ai cũng chăm lo cái việc học của con cháu cả. Thế mà bàn cái quyển sách để cho con cháu mình học như thế nào, thi viết về sách và người làm sách, thì đấy là cuộc thi được đặt ra một cách rất là đúng và báo hiệu những cái hay. Hình ảnh của những trang sách được giữ gìn đó khiến cho tôi có rất nhiều xúc động, rất nhiều câu chuyện và cũng có rất nhiều số phận những con người hiện lên ở đó với bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu lầm than, nhưng cuối cùng thì họ đã trưởng thành từ những trang sách. Với sự tham gia của đông đảo các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà giáo, nhà báo, những người yêu mến văn hóa đọc, cuộc thi với mong muốn góp phần thắp sáng, lan tỏa tình yêu sách báo, góp phần đắc lực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng xã hội và đặc biệt là góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà. Theo ban tổ chức cuộc thi sáng tác trang sách tôi yêu, thời gian nhận tác phẩm dự thi được điều chỉnh từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2022.